Đời sống thú vị xin chào các bạn. Đã hư ra tôi đang xịt thử. Thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn thì đây là cái phin máy lạnh cũ thì em mới cắt đôi ra. Đây là cái ống 27 nó đoạn cũ thừa để bịt hai đầu này. Bạn nào thiết chế vòi rửa xe thì đây, đây là vòi rửa xe. Các bạn mua cái này xong cắt ra làm đôi, thì nó sẽ có hai cái để bạn đấu vào đây. Đó. Đây như này. Đó. Sẽ đấu vào. Đó. Vậy là ta đã có cái vòi. Đầu này là vào đầu cấp là xịt hoàn hảo. Rồi ta dùng thử nha. Rồi ta lắp ngoài này. On the second day of Christmas, a partridge in a pear tree. On the fourth day of Christmas, my true love gave to me. Four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, okay.